Chiều ngày 8 tháng 2, Trung tâm Lam Sơn, Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, UCICC, chính thức chấm dứt hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ. Bệnh nhân tên C vẫn đang thở nội khí quản, là bệnh nhân cuối cùng được điều dưỡng Bích Phương đưa lên xe cấp cứu về Bệnh viện Đại học Y Dược tiếp tục điều trị. Từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, 191 ngày, hơn 1.000 bệnh nhân đã được kéo ra khỏi bàn tay tử thần, được cười vui vẻ để trở về nhà từ đây. UCICC đã trải qua hàng trăm ngày đêm giữa làn ranh sinh tử, nhân viên y tế là những bóng trắng hối hả tới lui, bộ đồ bảo hộ ướt đẫm, tiếng monitor tít tít, tiếng máy thở, tiếng gọi oxy, cấp cứu gấp gáp trong bộ đàm. Hy vọng, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng, nối theo nhau trong từng nhịp thở, trên từng sinh mệnh bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại thành vùng xanh, cuộc sống xã hội đã trở lại nhịp điệu bình thường. Người làm ngành y vẫn âm thầm chuẩn bị cho ẩn họa đâu đó phía trước từ những con virus mới, những cơn dịch mới. Điều không thể quên không chỉ là những mất mát, tổn thất, không chỉ là những nỗ lực, trưởng thành, không chỉ là tình đồng đội, tình yêu nghề, yêu người, mà còn là những kinh nghiệm, bài học sẽ còn phải ôm lại, nhắc lại, soi xét lại để những ngày tháng của tương lai sẽ sáng trong hơn.